nhất chính thứ bảy hộ con chị hộ kia và 23 hộ con một cũng tập trung về ở điểm này. Địa điểm tham quan thứ nhất ở đây là 102 Trường Bồng. Thì cũng xin tôi với bà con chương trình này được gia đình anh Việt Trần cha là chồng Trần Đức Dương và mẹ là bà Đỗ Thị Ba tài trợ có chương trình này. Thì chúng tôi nói với bà con cái phần quà gồm những gì. Thì phần quà gồm là 10 kg gạo ngon, một thùng mì, một chai nước tương, một chiếc đường, một chiếc muối và cái phần tiền mặt 100.000 là kèm theo chai nước mắm của bên chị Ngọc và tôi có thể cũng lên tài trợ và ấm bên cái nhỏ và em Kim Dung chị Hoàng cùng ba. Thì cũng xin cảm ơn chính quyền của quyền Vĩnh Hưng và chính quyền của xã Vĩnh Hưng đã tạo điều kiện cho chúng tôi để giúp bà con một thứ chi đó và một món chi đó. Xin cầu chúc cho bà con sớm an cư lạc nghiệp ổn định sống. Xin cảm nhận công đức của ông bà từ nhiều chung từ bà Hồ Thị Ba và cùng tất cả các anh chị em thiện nguyện trong và ngoài nước cùng tham gia với chương trình này. Xin chúc cho chính quyền của huyện và chính quyền của xã luôn được nhiều nhà tài trợ đến để giúp cho bà con mình để bà con mình cái phần cá thì xin để đại diện cho mình
cũng là cái gì thế để được cái chú cũng nói sau khi chúng ta cũng chúc là quý vị đó là có cái thân viện ở xã là chúc là chúc nhiều sức khỏe để mà cái việc là làm công tác là an sinh xã hội và địa phương mình tốt hơn thì nó là thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống ạ.